mày có biết cây xi lanh trong tay tụi nó chứa bao nhiêu cc máu của tụi tử thần thối rữa không? Anh Liên, cứu em! Con nhỏ này, mày vừa kêu nó là cái gì? Chuyện này hay lắm. Tụi mày muốn cái gì? Tao chưa từng nghĩ mày là thằng ở bên Tư Mập. Chuyện của tao không cần mày xen vào. Thả quay ra, quay không liên quan gì tới mày. Mày cứ yên tâm, chắc chắn tao sẽ thả. Em đừng có lo, hắn không bao giờ dám đụng tới em đâu. Em hết sợ rồi. Tốt lắm. Đúng 12 giờ đêm nay, mày lấy cái bản hợp đồng ghi nợ qua cái chỗ mà tụi mày hành hạ tao bữa trước để đổi lấy con nhỏ này.
anh sẽ cho em coi bản lãnh của anh có mức nào. Có khi em phải bo ngược lại cho anh chứ chẳng chơi. Tụi nó một trận chứ sao. Em muốn coi anh quýnh. Ngu vừa thôi, ở lại dưới chân. Đi đi, ra bãi cỏ chờ anh. Không, đánh nó. Nè, chạy đi. Anh đánh gục tụi nó hết rồi. Anh có đau lắm không? Đánh gục hết tụi nó rồi. Anh làm em sợ lắm anh biết không? Về nhà em thưởng cho anh. Đêm nay em hứa em sẽ làm người tình tuyệt vời của anh. Sao vậy? Anh bị đau ở đâu hả? Bọn khốn kiếp! Để em kêu ba em quét sạch bọn chúng đi. Em đừng nói nữa. Em không thuộc về thế giới này. Tốt nhất em nên tránh ra càng xa càng tốt.
anh cũng sẽ từ bỏ mà đúng không? Em sẽ đi với anh. Em yêu anh. Mình đi về nha anh. Không ngờ hắn là kẻ trung thành. Tôi cũng không ngờ. À, giá như mà tôi tiếp cận được thì nghe được rồi. Đánh lộn mà nghe được gì? Tôi có cảm giác giọng thằng Thịnh khác hẳn lúc bình thường nha. Bộ ông muốn nghe tụi nó nói chuyện thân tình bình thường hả? Không, cô không hiểu ý của tôi đâu. Tôi nghe thằng Thịnh nó gào lên là giọng nam mà. Lâu nay nó nhái giọng Bắc để gạt tôi mà. Tôi nghĩ khác. Cô nghĩ sao hả? Tôi đã tìm hiểu kỹ rồi. Thằng này yêu gái nam nên đá giọng hai miền. Hơn nữa lúc nó đánh lộn kiệt sức, ảnh hưởng tới dây thanh quản. Giọng nó khàn đặc mà. À, có thể là cô đúng. Vấn đề ở chỗ là ông không tin hắn trung thành tới mức đó. Tôi nghĩ vậy đó, sai hả? Ông không điều tra kỹ rồi. Thằng Thịnh Thui này vì bảo vệ huynh đệ, đắc tội với Trùm Phúc Bạc hét tiếng ở ngoài đó nên mới trôi dạt vào đây. Hắn thuộc loại lậm tư tưởng giang hồ, như kiểu trong phim kiếm hiệp. Chỉ cần đối xử tử tế với hắn, hắn sẽ sẵn sàng bán mạng. Ồ. Em làm gì vậy? Bắt anh phải làm nghĩa vụ. Không được đâu. Em không muốn nghe. Đêm qua anh đã trốn tránh em rồi. Bây giờ em bắt anh phải đền. Nè. Mở cửa lẹ lên, có việc gấp. Mở lẹ lên. Vô Duyên. Nó làm gì sexy quá ta. Nếu mà bận quá thì để lúc khác ha. Vào phòng anh đi. Gì? Tôi lấy hợp đồng trong kết của anh. Sau một bảng, tôi lại chữ ký của Hùng Cụt. Lúc tranh tối tranh sáng, hắn sẽ không nhận ra bảng sao đâu.
Ông làm tất cả bao nhiêu là việc mà không hề nói với tôi một tiếng sao? Nếu anh biết, anh sẽ không cho tôi làm. Ngược lại, ông không cần phải mạo hiểm như vậy. Nói với tôi một tiếng thôi, tôi đưa cái bản hợp đồng thiệt để đổi lấy cô ta. Anh nói thật chứ? Thằng Tư Tây này buôn gian bán lận, nhưng chưa bao giờ phản bội bạn bè hết. Ông cứ yên tâm đi, tụi nó nợ ông bao nhiêu, tôi sẽ tính cả lời lẫn lãi luôn. Giờ tính sao đây anh? Ít nhất thì mình cũng vô hiệu hóa được một thằng sát thủ. Không ngờ nó lại là thằng đen. Hèn chi thiên sói muốn gì được đó. Một thằng sát thủ hạng ba cũng đáng sợ tới mức không tin nổi. Hắn cài người bên cạnh Tư Tây mục đích để làm gì? Mượn tay thằng mập kia để nuốt cái vũ trường này. Vậy mà tao ngu ngốc, mấy lần tới nhờ nó giúp đỡ. Giờ tính sao đây anh? Mệt thiệt đó, tao cũng không biết nữa nè. Việc của anh, sao kêu tôi làm? Anh nhờ mày. Tôi không làm được. Mày còn chưa thử làm sao biết không làm được? Đã nói tôi không làm được mà. Mày còn coi tao là anh của mày nữa không? Anh thừa biết là tôi không biết đóng kịch mà. Chính vì vậy tao mới nhờ mày. Giúp tao một lần này thôi. Anh còn coi tôi là em của anh nữa hay không? Mày còn hỏi nữa sao? Vậy tại sao anh không cho tôi biết anh đi đâu? Rồi có ngày mày sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của tao. Thôi được, tôi nghe anh, tôi sẽ suy nghĩ. Được, bây giờ tôi đi liền. Suy nghĩ xong mày qua chỗ của Thiên Bá, kêu quá trang cái mặt giống y hệt như tao hiện tại. Tôi biết rồi. Nên nhớ, mày không nói được giọng Bắc, tốt nhất đừng nên mở miệng. Cô ấy sẽ lo đối phó với Tư Tây. Anh để bà cậu ở riêng với một thằng dây sò mà. Biết làm sao được. Bây giờ tao phải đi liền. Nếu lo cho sự an toàn của cổ, mình nên quyết định nhanh đi. Mày cầm lấy cái này để liên lạc với cổ. Anh là đồ khốn. Nhìn cô giống như người quen của tôi đó. Ông, cô làm gì dưới vậy hả? Ê nè, cô đừng hiểu lầm nha. Đừng hiểu lầm. Ơi nè, trời ơi nha. Ơi nè. Đồ độc ác, không giết người không cam tâm hả? Mở cửa ra chưa? Mở cửa ra. Tôi đâu, mở cửa ra chưa?
nghe chưa? Tôi chỉ tình cờ vô đó tìm cái giết thôi nha. Kiếp cái giết hả? Cái lý do như vậy mà ông cũng nói được hả? Tôi vậy đó rồi làm sao? Có giỏi thì ngồi chỗ đây, mau lên. Ra đi. Được rồi, ông ngon lắm, ông chờ đó. Đồ chơi về đi. Chết thiệt, đụng vô chặt lửa rồi. Nhưng mà càng lúc càng không thể nhìn nổi rồi. Tôi đã nói là tôi rất bận rồi mà. Anh giúp tôi trước đi. Muốn tôi ký vô đầu không hả? Đây không phải là chuyện giỡn chơi đâu nha. Tôi đã mất quá nhiều thời gian cho chuyện bao đồng rồi. Tôi còn phải tập trung làm việc nữa. Tôi đi toilet. Ngon thì chờ đi. Mà ra sau hai vương trên môi mặn đắng. Ta quen nhau đã bao lâu rồi, hỡi đêm sao vẫn mãi đêm dài để mình ta với con tim càng xa bằng. Em đã nấu mấy món anh thích rồi đó. Xong việc thì về liền nghe cưng. Yêu cưng. Này mùa đông ơi xin hãy.
Hắn bận rồi hả? Mắc mớ gì tới ông? Lỡ như hắn không về thì sao? Thì tôi sẽ giết ông trước đó. Nè. Mắc mớ gì tới tôi mà cô đòi giết tôi chứ? Cái tội trù ẻo người khác chứ cái gì? Nè, không hiểu hắn có cái gì mà khiến cô phải mê muội như vậy? Có thứ mà ông không bao giờ có. Lạ thứ gì vậy? Nói tôi nghe coi. Nghe xong mắt không ông xỉu á. Rồi lấy ai ăn những món mà tôi nấu? Ồ. Sống đi ra đi. Dính gì? Gì đâu á. Thank you.
Nè, cạn em. Vậy là ai đã vào chỗ đó rồi? Coi bộ mọi người hành động rất là khó hiểu. Cô liên điện về nói đêm nay sẽ ở bên chồng. Họ làm lành rồi sao? Không biết. Nghe giọng cô giống như là cô đang sắp ngủ chung với con ác quỷ vậy. Thôi, chuyện vợ chồng người ta mình cũng đừng nên xen vô. Ai mà chả biết anh thánh thiện. Thôi, anh đi nghỉ đây. Nè, bộ anh không muốn biết thằng xám đang ở đâu hả? Ở đâu? Bên cạnh Tư Tây. Để làm gì? Thế gia thằng đen. Hắn sẽ giúp thiên sói tìm được lửa thần và tìm giúp tụi mình lá bài thứ 6. Anh đó nha, anh mà không về anh mà không về là anh chết với em. Anh chết với em đó nha. Anh không về là anh chết với em đó. Không phải nha. Ông. Cô đừng nè. Nè nè, không phải. Bình tĩnh đi. Cái bình bông này mắc lắm đó, tới mấy ngàn lần. Tại sao em gọi điện thoại không bắt máy hả? Là anh hả? Anh này ở đâu? Tôi muốn gặp anh. Không ai biết. Tôi sẽ hỏi ba tôi. Tôi hỏi rồi, nhưng ông cũng không biết. Nhưng mà anh nói anh sẽ quay lại đúng không?
Có gì mình ngồi xuống á, mình uống miếng bánh ăn miếng nước. Tôi lộn, ý tôi nói là mình ăn cái bánh uống miếng nước rồi mình nói chuyện phải quấy với nhau. Ông mà nói sai cái gì nữa là chết cho tôi á nha. Tại vì lúc nãy tôi uống hơi nhiều rượu cho nên có cái gì mà không được tốt lắm. Tôi hứa lần sau sẽ không như Im vậy. Đi. Tôi không muốn nhìn thấy cái bản mặt biến thái của ông nữa. Ông ra khỏi đây đi. Mà nhà của tôi mà. Thì sao? Ông không đi chứ gì? Tôi đi. Anh đang kêu cô giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ của anh. Được rồi, tụi này sẽ không đi nữa. Đúng rồi. Nhưng mà với điều kiện, từ nay ông phải cách xa tôi ra 3 mét. 3 mét hả? Được thôi. 3 mét. 3 mét hả? Chết mình rồi. Thằng khốn đó bỏ đi nguyên ngày, chắc chắn là đi xét nghiệm. Nhìn cái bản mặt cô hồn của nó, chắc chắn là bị dính S. Hả? Nó mà biết mình về bạn gái của nó, nó sẽ giết mình chết. Đau lòng quá. Hình như tôi thấy anh quen quen. Võ Đường Vũ Thiên. Long Sông Cước. Tôi vẫn muốn tìm cơ hội thử sức với cú Sông Cước liên hoàn của anh. Tôi phải bỏ ngón đó rồi. Chuyện dài lắm. Nói tóm lại, vì ngón đó mà cuộc đời tôi sa vào ngõ cụt. Tôi đã thề sẽ không bao giờ sử dụng lại.
Theo tôi, võ thuật không phải là nguồn gốc của bất hạnh. Tôi cũng nghĩ vậy. Võ thuật chỉ là một công cụ, quan trọng là người dùng nó vào việc đúng hay sai mà thôi. Bây giờ anh làm gì? Giám đốc công ty đầu tư dịch vụ sống tình. Tôi có người nhà ở nước ngoài, tìm kênh đầu tư ở Việt Nam. Tôi biết công ty này. Tiền thân là công ty cổ phần đầu tư New Life, sau đó tách ra độc lập. Không ngờ anh cũng quan tâm tới chuyện kinh doanh. Một chút thôi. Sống tình là một cái tên không thể bỏ qua, chứng tỏ là anh cũng bỏ nhiều công sức vô đó. Làm ăn đương nhiên đủ thứ cực, nhưng nó mang lại cho chúng ta nhiều niềm vui. Cũng nhờ vào nó mà tôi có được cô ấy. Cô ấy? Vợ tôi. À, bữa nào mời anh về nhà tôi dùng cơm. Vợ tôi nấu ăn thì khỏi phải chê. Tôi sẽ tới. Ăn được chưa bà xã? Dạ, sắp xong rồi anh. Anh lên lầu thay đồ nha. Anh đi nha bà xã. Anh Long, anh còn chưa ăn nữa mà. Anh có gì gấp phải đi. Dạ. Bữa tới anh có mời người bạn về nhà, em ráng trổ tài nha. Dạ, chỉ cần anh nói trước em chuẩn bị là được. Mà sao em không hỏi là anh mời ai? Em nghĩ là đối tác làm ăn. Bạn cũ, vô tình gặp. Dạ. Người này từng rất muốn làm đối thủ của anh, nhưng chưa có cơ hội. Nên anh coi anh ta là hai trong một, vừa là bạn, vừa là đối thủ. Đối thủ trong lĩnh vực gì anh? Võ thuật và một vài chuyện khác nữa. Nhưng nói chung quy lại, vẫn là một người anh em tốt. Thôi, anh đi đây. Dạ. Thank you.
Em chẳng hay ngồi để ông trai đọc sách à? Không phải em, mà là ảnh. Chồng của em hả? Ừ. Hiện tại em đang làm gì? Hiện tại em đang viết kịch bản, lên kế hoạch sản xuất chương trình sự kiện cho một công ty truyền thông. Hôm nay em không đi làm sao? Em làm bán thời gian mà anh. Anh giám đốc là bạn của chồng em, khi nào cần thì họ mới kêu em lên công ty. Thường thì yêu cầu công việc chuyển qua email. Anh đang nghĩ gì vậy? Không có gì. Thật ra thì anh còn nhớ em ít tiếp xúc với đám đông. Lúc trước em còn làm thư ký cho đoàn phim, em cũng hạn chế gặp mọi người và sâu khép mình, đúng không? Tánh em ưa khép kín nội tâm, từ nhỏ đã là vậy rồi mà. Cho nên em mới chọn công việc viết lách. Hiện giờ sự nghiệp viết lách của em tới đâu rồi? Anh cũng biết rồi đó. Tính em tham lam, từ thơ, truyện, kịch bản, phim, cái gì em cũng làm, nhưng cái gì cũng gian dở. Nhưng mà miễn sao em thấy vui là được rồi. Nhờ đó mà em hiểu được chính mình. Hiểu? Là sao? Đáng lẽ ra em không nên xuất hiện trong cuộc đời này. Ăn trưa giờ này liệu có sớm quá không? Bàn công chuyện trước, ăn uống sau. Tao tính thả con nhỏ, nhưng tôi không quan tâm. Ông muốn làm gì thì làm, tốt nhất cho nó vĩnh viễn biến khỏi cuộc đời này. Mày làm cho tao kinh ngạc quá. Không biết con vợ của mày nó nghe chuyện này, nó cảm thấy như thế nào. Tôi đã nói là tôi không quan tâm. Hơn nữa, cổ không có tin ông. Mày được lắm, bóng ma. Tao quên, tao lỡ lời. Vụ bảy lá bài thế nào? Mày cũng quan tâm tới vụ đó nữa hả? Tiền có bao giờ đủ? Nếu rảnh thì lo kinh doanh tốt hơn. Tùy mày. Tới cả mày nữa hả bóng ma? Tụi mày nghĩ đã đủ lông đủ cánh rồi, không cần phải nghe lời tao nữa hả? Nhầm lớn nghe các con. Càng, dạo này thằng Bá ra sao? Dạ, cậu quyết tâm lớn lắm. Coi bộ, một lời con nhỏ đã nói giá trị gấp trăm lần lời nói của tao. Dạ, không phải vậy đâu. Không thì thế nào? Thật ra tổn thương sâu sắc lớn nhất trong lòng cậu chủ là do chúng ta gây nên. Nói láo. Dạ không phải. Mày giải thích rõ cho tao nghe coi. Ông chủ cho tôi nói hả? Nói đi. Bởi vì chứng bệnh tự kỷ của cậu chủ đã gần như khỏi hẳn mà chúng ta không biết. Mọi người đều cho rằng cậu chủ rất mong manh nên hùa vô Tân Bốc, không ngờ khiến cậu ấy tổn thương nặng nề.
Mày muốn nói là nó nhận ra người ta đối xử tốt với nó, chẳng qua nó đang bệnh tật, cho nên nó cảm thấy đau đớn à? Dạ. Thật ra có người giúp cậu chủ hiểu ra điều đó, nên cậu ấy có một quyết định đúng đắn, biến nỗi đau thành hành động đó. Có chuyện đó nữa sao? Dạ có. Cậu chủ quyết tâm thay đổi cách nhìn của mọi người về mình. Cậu muốn mọi người biết cậu có năng lực đứng trên tất cả. Tốt, tốt lắm. Dạ. Đứa làm thay đổi suy nghĩ của thằng bá có phải con nhỏ My không? Cậu hiểu ra sau khi nói chuyện với anh Bảo. Thằng Bảo à? Dạ. Thằng này không hề đơn giản. Ta muốn coi nó với thằng Long thằng nào khá hơn. Cho chúng đối đầu với nhau, thằng nào chết cũng tốt. Cả hai cùng chết thì càng tốt hơn. Cũng đã tới lúc rồi. Gì đâu mà kiếm.
Anh đang đi đâu? Không biết. Vô đây kiếm gì? Không biết. Anh muốn chết hả? Không. Anh muốn tôi đuổi anh ra khỏi đây đúng không? Mà cũng đúng thôi. Dù sao á thì tôi cũng chẳng còn chuyện gì ở đây hết. Tôi sẽ đi tìm anh Đen. Không được. Không không không. Lúc nào anh cũng không hết vậy. Bộ trong từ điển của anh không còn từ nào khác hết hả? Tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không bao giờ hợp tác với những kẻ ngu si đần độn như anh. Tránh ra. Không được. Cô đừng làm công sức của anh Đen trở thành vô nghĩa. Đi ra. Đi ra. Alo, ông đó hả? Đi theo tôi tới vũ trường 9X. Bắt buộc nó phải hoàn thành thủ tục. Được. Ông bị bệnh hả? Nếu bệnh thì... Không sao. Ok. Bye. Hắn thay đổi chỉ sau một ngày à? Có đứa nào mà không biến thành người khác khi mà bị án tử treo trên đầu chứ? HIV sau nửa năm mới biết chắc là có dính hay không? Có vẻ như bạn gái của anh ta vẫn chưa biết chuyện này. Hey, tụi nó vẫn ngủ chung với nhau. Tội nghiệp con nhỏ. Theo thằng này sướng chết mồ mà không chịu. Vẫn còn có cái gọi là tình yêu. Giống như cô và thằng bá vậy đó hả? Đem rượu ra. Chạy mới. Xong chưa? Khoái ăn cơm tù hả? Tao mà đưa vụ này ra pháp luật
Nội việc mày nuôi mấy thằng nghiện này nữa, cũng đủ ở tù một đời ở trong khám. Tao chấp nhận. Nuôi kẻ trung thành có chết cũng sướng hơn bị đàn em đâm sau lưng. Mày nói nghe ngu thiệt á. Nè, trong mặt bắt hình dông, lưng tao trơn tuột vậy á, khó mà thọt vô lắm. Mày hỏi nó coi, có đúng là vậy không? Nó biểu tao hỏi mày á, nếu có cơ hội, mày có sẵn sàng làm thịt tao không? Mày trả lời sao? Giá trị đích thực. Ông nói phải lắm. Luôn tìm thấy được giá trị đích thực trong cuộc sống. Lần này thằng Hụt Cục á, phải tâm phục khẩu phục. Thực ra thì giang hồ bây giờ đã mất chất nhiều rồi. Hồi xưa chỉ cần một con dao thôi thì đã làm nên chuyện, còn bây giờ thì khác. Tiền và thế, thằng nào mà phân biệt rõ hai mặt trắng đen được, thằng đó thành đạt. Thực ra trong vụ này á, anh Bảy á, chậm chân hơn thằng Sói nhiều. Bởi ảnh vẫn giữ cái nếp cũ, có tình nghĩa, có giải quyết ân oán một cách rành mạch, dùng máu của mình á, để đổi lấy số má đó. Tiếc là thời đại của anh đã hết rồi. Hiện tại ba cái chuyện giành giật địa bàn, ba cái trò dằn mặt tầm phào chỉ là hình thức mà thôi. Chúng ta là loại giang hồ mới đó, được luật pháp bảo vệ đàng hoàng, có đóng thuế, có đóng góp vô sự phát triển chung của xã hội. Sao anh không vạch mặt nó? Bộ mày nghĩ tao điên hả? Một thằng khùng máu lạnh lại có bản lĩnh như nó. Mày làm bể kèo nó, nó không kiếm mày để giết hả? Anh sợ nó hả? Tao đi sai một nước cờ. Thằng đó dính hắc, giống như con quái vật được chích đô bin vậy. Sao anh không để tụi nó tàn sát lẫn nhau? Tao đâu có khùng đâu mày. Ai mà biết thiên sói mưu tính gì, khi gài cả đệ tử lẫn con gái cưng bên cạnh tư tay. Lật tẩy hắn dễ mang họa vào người lắm. Tìm thấy chưa? Chưa. Chậm chạp quá đó. Nó chắc chắn ở quanh quanh đâu đó trước mắt anh thôi. Tôi sẽ kiếm lại. Nhanh lên đó.
Nhậu, nhậu không? Hử? Nhậu? Mày uống đi. Dạ. Mày thấy mùi vị thế nào? Dạ, đầu tiên hơi khó uống, nhưng sau đó ngọt ngọt. Tôi kể hết sự tình ra rồi, anh có muốn trách phạt thì tôi xin nghe. Nói láo mà không biết ngưỡng miệng. Tôi cái loại rượu mật này uống lần nào đắng lần đó. Mày nghĩ sao mà dám nói ngọt hả? Dạ tôi. Tao không chấp nhận bất cứ việc gì mày làm. Bộ mày nghĩ mày có thể làm ông trùm hả? Tới lúc cùng quẩn mày mới tới kiếm tao. Nếu như tao muốn thì cả nhà mày sẽ chết, giống như là vịt chết dịch vậy đó. Tôi xin anh, anh muốn gì tôi cũng xin nghe hết. Tôi xin anh mà. Mày vừa hứa gì mày còn nhớ không? Dạ tôi vẫn nhớ. Anh lệnh gì tôi cũng xin nghe hết. Nghe tao rồi mày sẽ thấy tao là một người đàng hoàng tới mức nào. Đã thiệt. Dân Bắc của mấy ông á, làm cái gì cũng đã thiệt. Nói thiệt nha, nếu như không có ông á, tôi cũng không biết giải quyết cái vụ này như thế nào nữa. Coi như là ly này á, thay lời cảm ơn nha. Nè, hợp đồng là cái quái gì chứ, đúng không? Nếu không có tình cảm á, thì ông á đâu có gì thằng Tư này mà phải xông pha nguy hiểm tới tính mạng chứ. Bao nhiêu tiền cũng không mua nổi cái mạng, đúng không? Nếu ông á đồng ý với tôi thì uống thêm ly nữa nha. Nè, vô. Tôi biết á là tại sao từ bữa giờ ông không hề nói với tôi lời nào. Tụi nó muốn bắt bạn gái ông để đổi cái bản hợp đồng vay nợ của Hùng Cục. Nếu là người khác á thì họ đâu có cần phải suy nghĩ. Dẫu sao á, đây là chuyện riêng giữa tôi với thằng Hùng thôi. Tôi tự phạt cho mình một ly. Bởi vì với tôi á, tôi sẽ không suy nghĩ gì hết. Tôi sẽ đi lấy cái bản hợp đồng thật á, để đi đổi lấy bạn gái của mình. Bởi vậy á, tôi phải tự trách phạt mình. Làm như vậy á, còn gì là nghĩa khí giang hồ nữa chứ, đúng không? Thú thật với ông, tôi là con heo mập, tôi sợ chết. Làm sao mà tôi sánh được với ông chứ? Ông á đầy bản lĩnh và quá giải hết mọi chuyện. Còn vụ đó chỉ là không may thôi.